sau khi truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn có bài phản ánh về tình trạng các xe chở vật liệu xây dựng chở quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày 25 tháng 3, đội thanh tra giao thông vận tải huyện Đông Anh do ông Lê Quang Vinh làm đội trưởng đã kết hợp với công an huyện Đông Anh tổ chức lực lượng để kiểm tra, xử lý tình trạng trên. Trước đó, ghi nhận thực tế các xe tải, xe hổ vồ chở cát, sỏi, than hoạt động nhộn nhịp ra vào khiến tình hình giao thông tại đây hết sức phức tạp và nguy hiểm. Hầu hết các xe chở đất, cát ra vào đều chở quá thành thùng, che chắn sơ sài. Khi di chuyển, các xe này thường vương vãi cát sỏi xuống lòng đường và lôi theo đất cát bám vào lốp xe, lên đê gây bụi dày đặc. Lạ thay, trong suốt thời gian có mặt, lực lượng chức năng lại không hề xuất hiện các xe trọng tải lớn hoạt động, mà thay vào đó là vài xe tải nhỏ chở rất ít sỏi cát đi qua. Ở một diễn biến khác, mặc dù đã có biển báo cấm ô tô rẽ phải, nhưng các xe tải này rẽ phải đi vào vẫn không bị xử lý. Khi phóng viên thắc mắc thì được lực lượng thanh tra giao thông và công an huyện Đông Anh cho biết, việc xử phạt lỗi cấm ô tô rẽ phải này không thuộc thẩm quyền và chức năng của lực lượng. Cũng tại buổi ra quân này, bỗng xuất hiện thêm một cơ quan truyền thông khác để tuyên truyền cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải. Khi chúng tôi vào trong bãi ghi nhận tình hình, các xe tải tại đây xếp thành hàng, không hoạt động, nhiều xe thậm chí nằm im trong bãi. Kết thúc buổi kiểm tra xử lý, kết quả là đội thanh tra giao thông vận tải, công an huyện Đông Anh không xử phạt được phương tiện vi phạm nào. Cứ ngỡ sau buổi ra quân xử lý, kiểm tra và tuyên truyền này của đội thanh tra giao thông vận tải và công an huyện Đông Anh, tình trạng các xe chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải lộng hành tại đây sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, chỉ ngay ngày hôm sau, hàng loạt các xe tải trọng lớn và nhỏ tiếp tục hoạt động rầm rộ như cũ. Nổi bật nhất vẫn là các xe có dán logo Kiểm Nga, Bảo Anh, Công ty Tân Thủy cùng hàng loạt các xe tải khác. Không những chở quá khổ quá tải, hoạt động của các xe này còn khiến cát sỏi rơi xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến các phương tiện khác khi đi qua đây. Không chỉ có các xe trọng tải lớn, các xe tải nhỏ cũng vô tư chở vượt quá thành thùng cho phép. Chỉ trong vòng 3 phút, phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã ghi nhận tới hàng chục xe ô tô đủ các loại hoạt động rầm rộ như thế này. Em bấm gọi hỏi xem ý kiến anh về cái việc này nó như nào ấy. Sáng anh vừa đấy đi lại ngon, sáng ngày đấy anh còn quay, còn chụp, còn mớ. Thế sáng nay anh xử lý bao nhiêu trường hợp? Sáng nay chả có mà xử lý. Nói chung ngon lắm. Anh đi xe của anh xuống mà anh có đi xe công đâu. Vâng. Trên đường đi thấy nó vừa vắng ra một xuống đến nơi thấy ngon hoành đọc. Để anh cho anh em nó xuống đó kiểm tra luôn. Về việc kiểm tra xử lý xe có khổ quá tải của lực lượng thanh tra giao thông vận tải và công an huyện Đông Anh có phải là làm cho có? Mục đích cuối cùng của buổi ra quân kiểm tra xử lý là nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm hay là để tạo dấu ấn trên báo chí? Báo điện tử Tầm Nhìn đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cùng cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.